vui khi lại được có dịp đứng ở trên sân khấu của Vancouver, và ngày hôm nay đặc biệt nữa rằng là đứng trên sân khấu, một sân khấu rất là hoành tráng và đông khán giả như vậy, thật là tuyệt vời. Cho phép Thu Minh ngắm nhìn quý vị một chút. Wow. Vâng, và bài hát đầu tiên gửi đến tất cả các anh chị và các bạn, và đặc biệt tặng cho các quý gentlemen trước. Tại vì nói chung rằng là các chị đừng có nghĩ rằng là em thiên vị, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì mình cũng là một đóa hoa, và mình cần một có sự nâng hứng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cứ định vợ các quý ông trước đi. Đấy, rồi sau đấy thì mình muốn cái gì mình sẽ lái quý ông cái gì.